Sao Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp phục vụ các bác một con máy lọc không khí Daikin MCK70. Một con trắng đẹp hơn cả Ngọc Trinh ạ. Hình thức nguyên bản 100% các bác nhé. Hình thức nguyên bản đấy ạ. Chứ không sơn gì. Con này hình thức rất là đẹp. Còn trắng đẹp như mới luôn. Và giá luôn, giá thành cũng rất hợp lý thôi. Giá 3 triệu rưỡi cho bác nào có nhu cầu chốt chiếc này. Máy đã đấu điện 220V rồi. Các chức năng thì đã test ok ngon lành rồi các bác nhé. Nói nhiều thì cũng không làm gì nữa cả. Công nghệ timer, ion, khử khuẩn, báo phần trăm độ ẩm, cảm biến bụi, mùi, báo đầy đủ. Thông số đằng sau đấy, sản xuất năm 2014, MCK70 700W dùng cho phòng khoảng 55m2 trở lại đấy. Tình trạng hoạt động ngon lành, bảo hành cho các bác 1 năm. Màng lọc HEPA thay mới nhé. Hai cột lọc tĩnh điện hai bên ạ. Đấy, duy nhất dòng này có hai cột lọc tĩnh điện hai bên thôi. Daikin này, đồng hồ vuông, đồng hồ tròn và vầng trăng. Timer khử khuẩn ạ. Có các máy khác nó chỉ có cái màng HEPA đây thôi. Con này mà hai cột lọc tĩnh điện hai bên này, bụi đi vào màng này thì phải qua hai cột lọc này. Cho nên chắc chắn là cái hiệu quả lọc nó sẽ hơn những cái dòng khác rồi các bác nhé. Đấy, có cả màng thô nữa này. Đấy. Một con máy phải nói là xuất sắc về cả hình thức lẫn tính năng. Giá thành thì quá là rẻ rồi. Đây là bình nước bù ẩm ạ. Màng tạo ẩm zin còn như mới này. Chả có gì để chê còn một con máy xuất sắc như này cả. Mã số 3 các bác nhé. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ giá 3 triệu rưỡi. Đã đấu điện 220V chưa phí vận chuyển. Bảo hành 1 năm. Chào các bác.